Các cách diễn đạt nguyên nhân trong tiếng Pháp. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các giới từ và cụm giới từ dùng để chỉ nguyên nhân trong tiếng Pháp. À cause de, theo sau bằng một danh từ, có nghĩa là tại vì, được dùng để chỉ các nguyên nhân tiêu cực. Ví dụ, Alice ne va pas souvent à l'école à cause de son état de santé. Grâce à, theo sau bằng một danh từ, có nghĩa là nhờ vào. Cụm giới từ này được dùng để thể hiện tính tích cực của nguyên nhân. Grâce à lui, j'ai réussi mon examen. En raison de, theo sau bằng danh từ, có nghĩa là bởi vì. Cụm giới từ này được dùng để chỉ một nguyên nhân trung tính, tức là nguyên nhân mà chúng ta không cho rằng đó là tốt hay xấu, mà chỉ đơn giản là điều dẫn đến một kết quả phía sau. Ví dụ, en raison du mauvais temps, le vol a été annulé. Sous prétexte de, theo sau bằng danh từ hoặc động từ nguyên mẫu, có nghĩa là lấy cớ là. Cụm giới từ này được dùng để chỉ một nguyên nhân giả. Ví dụ, sous prétexte de la mauvaise santé, elle reste à la maison toute la journée. Nguyên nhân sức khỏe yếu không phải là nguyên nhân thật sự cho việc cô ấy ở nhà suốt cả ngày, mà đây chỉ là viện cớ. Sous prétexte de s'occuper de ses enfants, il n'est pas venu à mon anniversaire. Lấy cớ là phải chăm con, anh ấy đã không đến dự sinh nhật của tôi. Việc chăm con không phải là lý do để anh ấy không đến dự sinh nhật của tôi, mà có một điều khác mới là nguyên nhân thực sự. À force de, theo sau bằng danh từ hoặc động từ nguyên mẫu, cũng mang nghĩa là bởi vì. Nhưng cụm giới từ này có ý nhấn mạnh vào sự lặp đi lặp lại hay cường độ của nguyên nhân. Ví dụ, à force de volonté, il a pu recommencer à marcher après son accident. À force de critiquer tout le monde, il a perdu beaucoup d'amis. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các giới từ par, de, pour để diễn tả nguyên nhân. Em pleure de joie. Merci pour ton aide. Elle a fait cela par amitié pour moi. Sau đây chúng ta sẽ cùng học các liên từ dẫn đến một mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân. Parce que, được dùng để chỉ một nguyên nhân trung tính. L'accident s'est produit parce que le chauffeur a conduit sa voiture dans l'état d'ivresse. Puisque, được dùng để chỉ nguyên nhân mang tính hiển nhiên. Puisque je suis suédois, je parle évidemment le suédois. Comme, liên từ này chỉ đứng ở đầu câu. Ví dụ, comme il était intelligent, il a facilement réussi ses examens. Car, thường không đứng ở đầu câu mà chỉ đứng sau dấu phẩy. Le chat miaule car il a faim. Ngoài các giới từ và liên từ được liệt kê trước đó, chúng ta cũng có thể sử dụng gérondif để diễn tả nguyên nhân.
Alice est tombée en descendant trop vite à l'escalier.